clip quảng cáo chỉ 1 triệu đồng. Liên hệ ngay hotline hoặc Zalo. Vingroup muốn góp vốn vào hãng taxi của tỷ phú Phạm Nhật Vượng. Hãng taxi của tỷ phú Phạm Nhật Vượng hiện có vốn điều lệ 9.666 tỷ đồng, gấp 3,2 lần so với lúc mới thành lập. Ngày 29 tháng 3, Hội đồng Quản trị Tập đoàn Vingroup, mã chứng khoán VIC đã ban hành nghị quyết phê duyệt kế hoạch góp thêm vốn vào Công ty Cổ phần Di chuyển Xanh và Thông minh GSM trong năm 2024. Vingroup sẽ góp thêm vốn vào Công ty GSM với tỷ lệ sở hữu không vượt quá 5% vốn điều lệ Công ty GSM tại từng thời điểm góp vốn. Hội đồng Quản trị giao cho Tổng Giám đốc quyết định việc góp vốn trong phạm vi vốn góp thêm được phê duyệt và thực hiện các công việc liên quan đến việc góp vốn này trong năm 2024. Vào ngày 6 tháng 3 năm 2023, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Vingroup Phạm Nhật Vượng đã công bố thành lập Công ty Cổ phần Di chuyển Xanh và Thông minh Green and Smart Mobility GSM, đơn vị cho thuê phương tiện giao thông xanh và taxi đa nền tảng đầu tiên trên thế giới. GSM hoạt động trong hai mảng chính, cho thuê ô tô, xe máy điện và lập hãng taxi điện. Vốn điều lệ ban đầu là 3.000 tỷ đồng, trong đó vị tỷ phú giàu nhất Việt Nam góp toàn bộ bằng cổ phiếu VIC. Theo bản đăng ký doanh nghiệp công bố ngày 24 tháng 1 năm 2024, GSM hiện có vốn điều lệ 9.666 tỷ đồng, gấp 3,2 lần so với lúc mới thành lập. Hiện ông Nguyễn Văn Thanh đang là tổng giám đốc của doanh nghiệp này. Tính đến hết năm 2023, GSM sở hữu lượng nhân sự lên tới 30.000 người, trong đó hơn 14.000 người là tài xế taxi. Dự kiến đội xe sẽ chạm mốc 30.000 ô tô điện và 60.000 xe máy điện trong một vài tháng tới. Hãng taxi điện này đã có mặt tại 26 tỉnh thành, phục vụ hơn 40 triệu lượt hành khách tại Việt Nam, tạo ra hơn 200 triệu km di chuyển xanh, góp phần giảm 44.000 tấn khí thải CO2, tương đương hơn 2 triệu cây xanh được trồng. Từ ngày 20 tháng 3 năm 2024, các chủ xe điện VinFast trên toàn quốc có thể đăng ký trở thành đối tác kinh doanh dịch vụ vận tải của Xanh SM, bao gồm cả các địa phương Xanh SM chưa trực tiếp hiện diện. Theo báo cáo của Motor Intelligence về thị trường gọi xe công nghệ Việt Nam 2023 cho thấy GSM hiện đã chiếm 18,17% thị phần, đứng thứ 2 toàn ngành, đứng sau Grab. Theo đó, thị phần của GSM gấp đôi B Group ở vị trí thứ 3 với 9,21%, gấp hơn 3 lần so với Gojek ở vị trí thứ 4 với 5,87%. Đây là một tín hiệu cho thấy tiềm năng của mảng kinh doanh này của tỷ phú Phạm Nhật Vượng. Theo báo cáo tài chính của Vingroup, năm 2023, tập đoàn này đã thu 20.163,5 tỷ đồng từ bán hàng và cung cấp dịch vụ cho GSM. Từ Cà Phê S, Độc Đáo TV tổng hợp và đưa tin. Bạn đang sở hữu một doanh nghiệp hay một công việc kinh doanh? Bạn băn khoăn trong việc định hình được thương hiệu hay xây dựng các nền tảng online phù hợp? Chúng tôi vui lòng hỗ trợ miễn phí giúp bạn một số giải pháp dưới đây để con đường của bạn trở nên dễ dàng hơn. Kết nối vào inbox Zalo ngay với chúng tôi để được hỗ trợ miễn phí.